đây là đường lên Hiền Tôn Phật Quang. Bữa đây là tại chạy lên đỉnh đồi lên dốc, mình không có quay chi tiết cái đường đi lên đây. Bữa quay về đường mình đi đường gần, thành ra nhà bạn không biết. Khung cảnh đang đi lên núi của Hiền Tôn Phật Quang. Mình đang quay video là nay là gặp 15. Nay là gặp tháng 7 nha. Mình đang là 11 giờ trưa. Bữa nay là ngày gặp ở Hiền Tôn Phật Quang 15. Giờ mình đi vô Hiền Tôn Phật Quang. Lúc nãy mình đi qua cổng, bảo vệ bắt tắt máy. Và lúc này bảo vệ đang đi theo sau lưng mình. Bảo vệ kèo mình vô tới nhà ăn luôn. Đi theo sau lưng tò tò nè. Mình mới bảo vệ bị bảo vệ đuổi theo. Quay rất là khó luôn nha. Chứ không phải là dễ quay đâu nha. Bảo vệ đã dí mình hai lần rồi. Tắt máy, xấu video. Chụp hình mình lại nữa chứ. Giờ đi xuống tới dưới, phải qua điện thoại đứng lên. Bị phát hiện rồi. Trong chùa cũng đông người đấy mà cấm quay phim. Thật là ngộ ghê. Chùa gì mà như cái chùa, không giống như chùa nào. Lúc này mình lội ra rồi, bảo vệ hề sát quá, không quay được. Bảo vệ mà kè mình từ ở trên mà đi xuống hàng, đi xuống tới chính điện ở dưới này, kè mình vô ăn cơm luôn. Canh bảo vệ đi theo canh 24/24 luôn, không thể nào mà bật máy lên quay được luôn. Cái này là mình chỉ khúc này cũng không có nói chuyện gì. Chắc này mình giờ đang đi lên à. Bảo vệ theo sát quá. Nói chung quay được những đoạn video gì cũng ngắn lắm mà cũng còn nhiều Phật tử cũng mời quá. Trong đây những người đây đi chùa Phật Quang toàn là hành phần u mê. Điên không bảo vệ, chỉ cần mình mà lấy máy quay không à, Phật tử khác nhìn thấy đã liếc mình rồi. Họ rất là trung thành với hệ quan đấy. Mình chỉ cầm máy quay thôi, nhiều người liếc liếc mình rồi đó.
mệt cô. Mệt. Leo gì? Leo gì giỏi à? Tới rồi.